kg cua dừa và 4 đùi dê nướng, cua hoàng đế hầm, sashimi cá trạch, một con dê nướng 100 kg khiến bụng của Edward bây giờ giống như một quả bóng bay vậy. Hôm nay Edward đến quần cũng chưa mặc đã chạy đến đảo Matanitu. Đầu tiên, anh ấy nhìn thấy một cây dừa. Đây là một tin tốt. Edward cầm lấy đá bắt đầu ném. Uống một trái vẫn chưa đủ, nhất định phải lấp đầy bụng mới chịu. Sau khi uống nane, Edward cầm lấy chiếc vali bắt đầu đi lăn quanh. Hang động trước mắt này không tệ, hướng về phía biển, trăm hoa đua nở, tối nay sẽ ngủ lại đây. Edward nhặt lấy một ít rơm làm đệm, trước khi ngủ anh ấy còn phải ăn chút đồ ăn vặt. Đây rõ ràng chính là một khởi đầu tốt đẹp. Sáng hôm sau tỉnh lại, bụng Edward đói cồn cào, may mà tài nguyên ở đây phong phú, chẳng bao lâu anh ấy đã thu nhặt được một chén ốc xà cừ. Dùng đá nhẹ nhàng đập ra, vị này thật sự quá tươi rồi. Nhưng ánh sáng trên đảo này rất độc, khiến chiếc đầu đinh của Edward luôn nóng hổi. Anh ấy lập tức thu gom cỏ dại, bên trái rồi lại bên phải, một chiếc váy cơ sơ xài đã hoàn thành. Có được chiếc váy cỏ này, Edward cũng tự tin hẳn, anh ấy chuẩn bị đi vào trong đảo khám giá một vòng. Đám than này chính là bảo bối, Edward hôm nay thức dậy hình như vẫn chưa đánh răng. Nghiền nhỏ than ra, kem đánh răng không cần tốn tiền đã có rồi. Bạn nhìn hàm răng này của Edward đi, sau khi đánh xong sáng bóng lóa. Cảnh trước mắt khiến anh ấy rất kinh ngạc, một bầy dê núi đang dạo bộ. Edward trong tay không có tắc sắt nào, chỉ đánh dương mắt đứng nhìn. Trở về căn cứ, anh ấy định đốt một nhóm lửa trước, sau đó lại nghĩ cách đem dê núi về. Lần này Edward rất khó khăn để tạo ra lửa, tốn mất thời gian một ngày, lửa vẫn chưa nổi lên. Điều này khiến anh ấy có chút chán nản. Edward đang làm snack mà không cần tốn tiền, sau khi ăn no tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ ăn chay nhất định sẽ không đủ, anh ấy lại tạo ra một chiếc bẫy bắt cá. Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ vài phút đã bắt được một bình cá dưa xám. Thực phẩm cao cấp như vậy nhất định phải ăn rồi. Muốn sống cuộc sống hạnh phúc không có lửa nhất định không được. Edward hôm nay lại gặp may, không mất bao nhiêu sức đã có thể tạo ra lửa. Cho dù môi trường có như thế nào, cuộc sống nhất định phải đầy đủ lễ nghĩa. Edward nấu một lon trà cho bản thân. Sau khi uống xong, anh ấy định vào trong đảo mua một miếng đất. Phong cảnh ở đây đẹp đến mê hồn, đại bản doanh sẽ được xây ở đây. Qua vài tiếng nỗ lực, công trình cũng hoàn thành được một nửa, cũng gần đến giờ cơm rồi. Edward nên bị âm rồi. Bôi lên lớp kem chống nắng miễn phí, Edward định ra ngoài tìm kiếm lương thực. Nhanh xem đây là gì, một con cá trình lớn hoang dã. Chất dịch trắng này là gì? Hôm nay vẫn ăn cá nướng như mọi hôm, đặt lên lửa nướng 2 phút liền bắt đầu ăn. Edward cắn thử một miếng, mùi vị quả thật rất tươi, nước dính trên tay cũng không hề lãng phí. Sau khi ăn xong, Edward không hề nghỉ trưa, tiếp tục xây dựng căn lều nhỏ của mình. Thật sự rất chuyên nghiệp. Edward định dùng những lá cọ này để đắp lên đỉnh nhà, nhưng điều khiến anh ấy không ngờ chính là vừa mới xây nhà xong, bọn dê núi đã vào ở trước. Đám dê này ý rằng chúng đông, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Edward. Trên biển, Edward nhìn thấy một con tàu cách đó không xa, điều này khiến anh ấy vô cùng vui vẻ. Không ngờ tại nơi khỉ ho có gáy này vẫn có thể nhìn thấy tung tích loài người. Sau vài ngày, nhà mới cũng đã hoàn thành. Hôm nay Edward định vào đó ở. Sau khi vào nhà mới, chuyện đầu tiên cần làm chính là nấu một lon trà tự chúc mừng bản thân. Bây giờ trong đầu Edward chỉ nghĩ về đám dê núi đó. Rốt cuộc phải làm công cụ gì để trị bọn chúng? Thợ thủ công Edward lại bắt tay vào việc rồi. Anh ấy đang làm cung tên. Chất lượng của nó khiến Edward khá đắn đo. Qua vài lần thử đi thử lại, uy lực cơ bản đã đủ dùng. Trước khi bắt được dê núi, Edward chỉ đành dựa vào những loại hải sản này để bổ sung chất đạm. Tiêu hóa không được khiến bụng của Edward giống như mang thai vậy. Nửa đêm, bụng của Edward càng lúc càng lớn, đau đớn đến mức anh ấy phải kêu lên. Bất lực, anh ấy gọi vào điện thoại của Son. Tình huống khẩn cấp, Son bất chấp mưa gió lên đảo. Anh ấy không hề nói gì, chỉ để lại 2 viên thuốc cho Edward. Y thuật của Son quả nhiên không thể đùa được. Sáng hôm sau tỉnh lại, bụng của Edward đã nhỏ lại. Bây giờ anh ấy cần phải làm một chiếc nồi để nấu thịt dê. Anh ấy chia chiếc thùng sắt nhặt được làm 2 phần, còn thiếu một con dao xẻ thịt dê. Bạn xem, anh ấy đã mài miếng sắt này trở nên sáng bóng. Bây giờ mọi thiết bị đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu mỗi thịt dê. Lúc Edward chuẩn bị đi bắt dê, một con cua dừa chặn ngay đường đi của anh ấy. Chiếc càng này có kích cỡ tương đương với nắm tay của Edward, thật sự rất ngon. Lúc Edward đang ăn vô cùng hưng phấn, một con dê núi đang đi quanh địa bàn của anh ấy tìm mẹ. Edward xông đến bắn một mũi tên về phía nó. Khả năng bắn tên này thật sự không dám tâng bốc, con dê bên cạnh nhìn thấy đều mắc cười. Lúc Edward cảm thấy mình sẽ không ăn được thịt dê, một con dê nghĩ không thông đang treo cổ. Trông chờ bao lâu nó cũng đến rồi, điều này khiến Edward vô cùng vui vẻ. Anh ấy vác con dê lên và quay lại căn cứ. Tối nay, Edward sẽ ăn một bữa lẩu dê đơn giản, ngày mai sẽ ăn cỗ lớn. Trên hiên nhà nhiều thịt dê như vậy khiến tôi nhìn qua màn hình cũng chảy nước miếng. Edward đào một chiếc lò dưới đất chuẩn bị làm chân dê nướng. Lần này Edward cũng chơi lớn một phen, một lúc nướng hết 4 chân dê. Edward thử một miếng, không nhạt cũng không mặn, nhặt được một con dê treo cổ. Edward thật sự hời to rồi. Anh ấy lại chuẩn bị làm một chiếc bè đi ra biển thăm dò một phen, xem có thể nhặt được xác cá mập hay không. Không ngờ chiếc bè gỗ này căn bản không hề đáng tin cậy, vẫn là ăn một trái xoài xanh thì thực tế hơn. Cắn đến mức răng cửa cũng rơi ra rồi, tham ăn thì phải trả giá đắt. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, hôm nay đã là ngày cuối.